Thưa quý vị, từ một dòng kênh đen, dòng sông rác giữa lòng thành phố, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã được cải tạo, hồi sinh và trở thành dòng kênh xanh được xem như một kỳ tích, ví dụ điển hình nhất cho nỗ lực xóa bỏ ô nhiễm và cải thiện môi trường của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã trở thành một địa điểm để check-in được ưa chuộng của nhiều người dân và cả du khách, đồng thời cũng được khai thác thành tour du lịch đặc sắc, đặc trưng sông nước đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước chân xuống thuyền, rời bến bên bờ kè Hoàng Sa quận 1, nhóm khách hơn chục người háo hức cho hành trình trải nghiệm du ngoạn dòng kênh xanh. Xuôi theo dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè từ quận 1 hướng về quận 3, khách được ngắm nhìn cảnh vật hai bên dòng kênh, những công trình, tòa nhà, cây cầu. Hành trình đi qua chính cây cầu bắc qua dòng kênh, khách được giới thiệu về lịch sử từng cây cầu, cũng là dấu mốc gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ hàng trăm năm qua. Mình sống ở thành phố rất là lâu năm, trước khi đi định cư qua nước ngoài, mình chưa hiểu biết về cái lịch sử của dòng kênh này như thế nào. Mình chỉ biết hồi xưa nó rất là không có được hay lắm, nhưng mà sau khi được cải tạo lại thì nghe anh giới thiệu, anh MC giới thiệu về lịch sử của dòng sông này, dòng kênh này thì mình rất là tự hào. Du ngoạn dòng kênh xanh do vậy còn được gọi là tour du ngoạn sử xanh để tìm hiểu về lịch sử dòng kênh và thành phố. Hành khách ấn tượng về cuộc hồi sinh ngoạn mục từ một dòng kênh chết trở thành dòng kênh xanh của kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Tour du lịch còn được thiết kế đúng cách làm du lịch xanh thân thiện với môi trường. Mỗi chuyến tham quan đều có thả cá phóng sinh, là loài cá sống tầng đáy, chuyên sụp bùn như cá chê, vừa giúp con kênh sạch sẽ vừa lâu dài, vừa phát triển hệ sinh thái lành mạnh. Họ đang thả xuống kênh, được làm bằng giấy tự phân hủy, sẽ rã thành bột, làm thức ăn cho cá. Mình có thể vừa du lịch và mình cũng học được cái cách mà bảo vệ môi trường như thế nào. Đó thì em cảm thấy là nó rất là ấn tượng với mình. Nghe câu chuyện lịch sử, ngắm nhìn dòng kênh, đường phố, thưởng thức âm nhạc và ly rượu vang cùng những món ngon trên thuyền dưới ánh hoàng hôn hay khi đón trăng lên là những khoảnh khắc để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Dòng kênh, cảnh vật vốn dĩ quen thuộc, nay trở nên hấp dẫn, đầy sự lôi cuốn để trải nghiệm. Nếu bạn có hỏi em sẽ giới thiệu tới, tại cái này em nghĩ rất là hay do so với cái lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh, với là cho hưởng thụ em thấy cũng rất là hay, cũng là rất là đẹp, dễ enjoy lắm. Tôi tâm đắc nhất của tôi này là gì? Là đã góp phần vào thành phố có một tuyến điểm du lịch tuyệt vời về mặt môi trường và kể cả sử nữa, bởi vì chưa có thành phố nào mà có đến 9 cây cầu mà có mang tên lịch sử như vậy. Du ngoạn sử xanh trên dòng kênh xanh, tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè hiện là tour du lịch đường thủy nổi bật, nằm trong nhóm các sản phẩm du lịch tầm ngắn có sức cạnh tranh với nhiều điểm du lịch khác của thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài yêu du lịch xanh.